Chào các bạn đã trở lại kênh Cà Chọc TV nha. Thì hôm nay thì mình quay cái đâm dưa dưa này, dưa thái trái dài. Dưa này thì sơ sẵn bẻ nè, ngày mai là bẻ đó. Giống này thì giống Ngọc Long Châu trái dài. Thì mùa này thì nói chung cũng mưa cũng ít, nắng thì nhiều. Giống này thì nụ thì nó cũng nhiều. Giống này thì theo mình thấy thì nó cũng như giống 886. Trái thì nó giống này thì trái đẹp. Này thì đất này thì trồng được này nó là 4-5 vụ rồi. Giống Ngọc Long Châu thì nó trái nó mẫu mã nó đẹp hơn mấy cái dòng dưa Thái kia. Cũng nói chung là cũng 9-10 với năm Việt. Năm Việt 789 rồi đó. Thì dưa Thái thì người ta sẽ bẻ trái hơi bự. Tầm khoảng 6-7 trái một ký á. Dưa này thì nay nó bỏ cũng hơn nửa vàng. Rồi múc vàng, cái chỗ múc vàng. Trái thì cũng tỷ lệ ít bị eo nha. Tại vì cái dưa Thái thì nó mặn nó khó hơn dưa trái ngắn. Tại vì nó dễ bị eo với bị cong, bị dạt nhiều. Bởi vì khi mà mình trồng dưa Thái á, là đất của mình là phải hữu cơ nó nhiều. Thứ hai là mình bơm gốc ba cái loại thuốc mà chích rễ rồi dưỡng rễ rồi đó, nó sẽ hạn chế cái tỷ lệ bèo trái. Dạ. Thì dưa Thái thì trái dài này thì nó trái chỉ là gai gai thôi, nhưng mà mình bẻ nó rất là có bọc, tại vì nó trái nó bự mà dài bự. Cái này thì dưa này thì theo mình đo thì tầm khoảng 30 ngày đến 31 ngày. Thì đất mà mình trồng lâu năm đó, nó cũng phải có bị bong đồ. Bong cái lá nó bị bong á. Mùa này thì trái nó hơi thấy dưa mà nó không được sung bịch thì trái nó hơi xanh chút. Không phải mà nó trắng. Dưa mà mình bịch á mấy trái nó mới trắng. Thì mùa này mình ít mưa này thì mình nhẹ bệnh, nhưng mà mình xịt ngừa nó sâu với bọ chỉ được. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nào thấy hay nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình.